Rồi, xin chào tất cả anh em và tất cả các bạn nha. Tối nay đi theo bác Tư của mình thăm bể chuột nha các bạn. Chào cả nhà các bác Tư. Đâu mới vừa bay cả nhà luôn. Nãy giờ mấy cái bác Tư? Ê, nói chuyện kìa. Nó mới chị xuống á. Đó đó. Đi vô chưa? Vô con mới chị xuống kìa. Ê đi, ai đi. Lụm bay. Một em. Mượn không? Trời, chả ăn đó. Đó. Được, cũng được. Đó, ngon lắm. Cho nó vô gọng đi. Đi vô hang, vô gọng mày. Có cái gọng mini cho em đó. Đó, đây rồi. Được. Lý. Được mấy con không? Con ngoài. Rồi mới vô cạp cái cạch này. Đây con sách này cho. Rửa không? Rất ngạc. Thôi rửa nha. Rồi, tiếp tục luôn các bạn ơi. Nặng nữa hả? Khu này bác Tư nói còn ổn nháy. Khu này bác Tư nói còn hai cái nữa hết các bạn. Hổng dài quay cắm câu hoài. Nay ở nhà xả hơi bữa, đi theo bác Tư thăm bẫy nha các bạn. Nãy giờ cũng 5-6 cái được một chú đầu tiên hả? Chỗ này chắc lụm à. Chỗ này thấy ngon quá nè. Ây da. Có không? Hả? Rồi thấy gì mà không có hả ta? Coi yêu quá ha. Chi nhủi gai quá, còn luôn, yên nguyên luôn. Sao gà chỗ đó ấy quá à? Ừ. Có cái này sáng sinh. Có không? Đó, tao còn uống nụ. Đã. Để né cái trái đèn ra cho nó sáng sáng à. Nè các bạn, đó. Cho bá rồi ơi, dần nín. Vô. Cái này mốt làm bự tê, cái này nhỏ quá. Ta có cái kia mà ta mới lấy. Ờ, lấy cái kia. Chui vô mày. Rồi đây là. Rồi đây rút ra, đây là liền. Thì đứng cái đuôi. Rồi, rút vô. Hai chú. Có 20 cái à. Mà thăm hết 10 cái à. 10 cái mới có hai chú bạn ơi. Gài đây. Rồi giờ mình ngưng máy cho bác Tư rửa cái này đừng móc mồi vô gài lại các bạn. Một em nữa bạn ơi, tại ngồi trong ngóc à. Mày hả bưởi nhỏ không? Để quay lại. Có vô được rồi. Được rồi, có vô được rồi, đâu bự nhỏ gì. Vô ngày nào chê hả? Ừ. À, chưa vô. Cái miếng dừa còn ngon không? Dạ, lấy miếng dừa lại đi. Nè. Rồi, kéo lại. Ôi, karaoke quá tại các bạn ơi. Rồi, tạm thời ngưng giá lá nha bạn. Karaoke quá đó. Đây có không? Có không? Đặt chỗ nào? Đặt khúc nào quên hay gì vậy?
Đây nè, vô rồi cả. Nè 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 nè, nghe chó đèn con nè, vô rồi cả. Đó mày hiểu ơi, nó lăn xuống, lăn xuống này chị kiếm không thấy. Trời ơi, trời quá nữa bạn ơi. Trời ơi cái nè. Trời ơi, trời ơi, chục cơm mà. Thôi à, lấy cái lồng này, có bộ chặt. Yên quá bạn. Đằng vườn đẳng hồi mấy bữa trước bác Tư có đặt rồi, cho nên nó chạy không mạnh nè. Còn cái vườn này vườn mới. Nãy giờ vô thăm ba cái là ba con rồi đó. Chỗ mới là em đó. Ừ. Ngon là lạnh. Rồi. Không có rồi. Không có rồi, chưa đập. Chưa con thấy còn chưa đập. Xíu vô này cho nó xa xa anh chút xíu, bớt nghe karaoke các bạn. Mãi karaoke quá. Không có luôn, chưa. Con gì nó chui lỗ mũi à. Mười cá mười con luôn hả? Cái thứ 11 nó tung nó ra đi. Chứ mấy cũng gọi luôn phải không? Nó mới dựa trong văn nó lăn lên. Có không? Khui. Ôi im giờ không vô ta. Từ từ sáng nó cũng bật à. Lăng Dũng là gì vậy? Trời ơi, cơ Lăng Dũng. Mày hả bưởi? Cũng uống nụ ha. Cái này mà mấy anh em mà bưởi gắn là khoái. Khoái chùa rồi lắm. Chùa gắn. Mình không có chơi bộ môn này ha, tại không có chơi vụ kia. Chơi vụ này cho chắc cú. Dễ thương lắm. Dở ra cái chung cái đó à. Có chỗ mấy anh em làm không có mồi. Mấy anh em gài theo đường mòn các bạn. Còn khu mình đây thì gài đường mòn không được. Phải gài bể mồi vậy nè. Bể mồi thì tỷ lệ dính nó cao hơn bạn. Khi mà vô chuột rồi là nhớ rửa nghe nha các bạn. Cho nó bớt cái mùi chuột nó đái á. Có cái mùi hôi. Dạo bớt một cái cho nó bớt cái mùi đó cái mình gài lại. Nó mới vô chứ mình để vậy mình gài nó không vô. Nặng á. Giờ mình ra tên này đi. Cặp với góc dừa nào tới. Vô trong đây xa xa chút xíu. Karaoke bớt. Đó. Này là kêu bằng lão nông gài bể chuột kiểu truyền thống nha các bạn. Còn không? Vô thông không? Đi vô ta. Cái nữa hết hả? Giờ cua này mình còn một cái nữa. Ôi trời ơi. Ôi cái nào cái nào. Nè. Trời ơi con. Trời ơi vô con nè. Cái nào bạn. Trời ơi. Đây để nó lại hả. Trời ơi. Ngon lành. Thổi đít nó chạy vô. Vô mày. Vô. Ừ. Đó. Chặt cũng được. Cái lồng nhỏ quá. Cái lồng mini này nhỏ quá. Chưa tân chặt. Lý ha. Vô con mà chạy cơ cầu. Vậy nó lại à, nó còn ngồi đó cả. Chút cái lại nữa à. Đừng gọi,
Rồi nó né. Rồi, giờ tạm thời mình ngưng máy nha các bạn. Thì mình gài lại cái mình di chuyển qua bên kia. Tiếp tục. Khu này có mấy cái sập hay gì? Sập rồi. Đó nằm á. Có lý ha, ngang mắt đỏ kia. Vô. Ngon lành. Dướng cái gì? Bụt cao. Phù hông dữ ha. Bay vô con mắt quá trớn. Thổi đít nó chạy vô à. Đó, chốt lại. Sao phải chú gì hả? Sao chú gì? Cái này còn xài được nữa mới thôi. Rửa lại. Rửa lại đi. Sao phải chú gì rồi mà chặt. Chặt cái lập này. Bự bự không bạn? Khu mình thì chuột dừa, bánh tre mà. Chuột dừa. À quên quên giới thiệu với anh em luôn. Ở đây là ấp Mỹ Trạch nha anh em, xã Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha. Đi nay đi bẫy chuột với thăm bẫy chuột với bác Tư, bác ruột của mình. Không, quá ngon. Rồi cặp cặp theo mấy cái chà bờ rồi nè các bạn. Tối cái nó xuống nó uống nước á. Xuống nước cái nó thấy cái miếng dừa, cái nó vô nó lụm miếng dừa. Rồi cái mình lụm nó. Ngoài kia còn hai cái nữa hả? Rồi. Chỗ mới là ngon. Ừ. Nó nhảy. Đây nó có nữa không? Ở trong ngóc nữa hay gì vậy? Ừ, ở trong ngóc nữa này. Đọc chiêu. Thì Tư gài điểm đọc quá. Kể có nuôi ngày nào bắt hết. Còn đỡ cái gì nữa. Banh ra cái thổ đít nó anh tung vô liền. Nó thấy không? Thổ đít cái tung cái rột vô liền. Dướng cái giò vậy. Dướng cái giò. Kẹt cái đuôi la quá à, ngon lắm. Về cho qua cái bự chứ. Về cho qua cái bự đi. Cái này chặt dữ lắm. Còn chạy được luôn hả? Rửa lại. Hai chục cái mà đi phải không? Phải mình đem qua đây hết ngon không Tư? Rớt cái gì vậy? 20 cái mà phải mình đem hết qua đây ngon rồi. Cái đâu còn chỗ nào đây. Mình gài khích khích lại. Thì cũng như đó. Cái lỗ bên kia, ừ đó. Canh canh mấy cái lùm là cái lùm nhỏ nhỏ á. Gà vô cái tối anh lên dừa anh chiền xuống cái anh chui vô mấy cái lùm này cái lùm liền. Rồi, tiếp tục. Còn cái cuối cùng phải không? Cái cuối cùng lùm em chuột chà bá rồi. Ôi karaoke quá trớn các bạn ơi. Khúc nào? Tốt cả, nằm trong ngóc cả. Tài bự thiệt chứ. Bự thiệt chứ vô chơi đâu. Chặt thiệt coi. Hồi nãy cũng có mấy cái nữa mà bất tư thâm tước như 3-4 cái hả bất tư?
Thăm tước rồi đi ngang nhà mình mới chạy theo à. Thổi cái nữa, thổi cái nữa. Chạy bậy. Rồi, thổi cái nữa là xuống rồi. Mày không xuống mà chạy ngang. Ừ, đó xuống em. Ừ. Ừ, cái cuối cùng đó. Em chào bá. Ngon lắm. Rồi giờ cái nào các bạn. 20 cái. Tua đầu tiên nha. Tối nay hỏi mà bất tư có thăm nữa thì mình đi theo, còn hỏi không có thăm nữa thì sáng đi cuốn bảy mình đi theo các bạn. Rồi giờ giờ mình ốp máy, giờ mình gài lại cái bẫy này rồi bắt đầu về nhà cái mình quay bác Tư đổ cái mớ này ra ngoài cái rộng lớn mà. Rồi mình với bác Tư vừa về tới nhà luôn nha các bạn. Giờ sang mấy chuột này qua cái lồng lớn. Quặng ha. Nặng ký mấy chuột á. 20 cái mà làm phát đầu tiên im rồi. Kéo xin lại chút coi thôi. Thời gian. Rồi chưa? Rồi ốp lại. Mở nó ra. Rồi. Rồi, vô lòng. Rồi, đứt ruột gì chứ. Chuột gắn. Sấy con chuột gắn. Cái này mà chuột nhỏ quá nó chỗ này lọt nè. Đó. Cái lỗ này như cái hai. Này chắc 2 phân rưỡi quá. Đúng con tay là lọt chắc 2 phân rưỡi á. Rồi. Có máy sáng nay đi cuốn 7 thì mình quay tiếp cho anh em bạn xem ha. Sáng ngày mình ngủ dậy trễ bạn ơi. Rồi, chào anh em với bạn luôn nha. Sáng ngày mình ngủ dậy trễ bác Tư đi đi cuốn gặp gì rồi. Tại sáng bác Tư mất đi cuốn gặp sớm về cho gà rồi sở mấy con dê nữa mà. Còn cái đu nó nè mày. Nằm chú không Tư? Con chú nhỏ quá. Đây. À. Sáng ngày đi dậy trễ quá, đi theo không kịp. Đó một đống dưới đây em nội. Chụm luôn không? Con này chắc bị ướt, bị ngập quá. Ngập đậu. Đi vô chạy tóc rồi đi con. Má thích vậy. Ừ. Cắm gì hãy nó chứ chứ. Được chứ. Đứng lên mình lại không thích. Mấy con này mấy con này bự dữ ha. Kẹt cái giò sao vậy? Ồ kẹt cái giò đâu Tư? Kẹt cái giò anh dưới thì chị anh ra không được. Không ăn, không ăn hả? Cái nào hết đấy ăn. Đi mua thuốc đó nữa phải không? Rồi. Nè. Mẹ con uống thêm 2 liều, giờ uống thêm 2 liều. Mình đây có 2 con, sáng ngày cuốn dính không nhiều ạ. Đây ngập thêm chút nữa chào à. Còn lúa có mũi hả? Lúa nó gặp, nó được chứ. Ờ, lúa lỗ mũi chứ không lúa lỗ mũi rồi à. Tối à mai mai chiều có đi tham sách cái gặp bự gọng bự đi cho chắc cứu không rồi sách gọng bự đi làm cho nó gọn gọng nhỏ về sao qua sang lại nữa ở đâu gọng nhỏ còn em nữa đó hả còn con trên đó nữa kìa ông nội qua, à, con kìa. Con kìa. Hồi hôm này đi thăm thấy ham ghê. Lần chín con về cái lần sảy sảy con mà con chuột chuột gắn chuột nhỏ không biết lọt. Lọt không thưa nó lọt ạ à. Chồn ốc đi
thổi đít nữa. Thổi đó, thổi gì đó nè. Thổi nó quản hồn nó nhảy cái gọt xuống rồi. Tại bác không nhớ một lần con gà lần 70-80 ha. Một lần con gà xuồng à, nó dính dính bạo lắm chứ phải vậy, gà với bè với bãi á. Rồi hộp lại thăm mấy cái đặng đã. Bất tư nó chờ thăm cả chục cái mà mới con em hẻo quá nó vậy chứ lại đặng nhầm khi chục cái chục con sao. Bây giờ chục cái mà 8 con không tư. Đặng im nó ghê luôn. Rồi này chắc cỡ 2 ký ngoài không ít đâu. Cái nào? 2 ký ngoài à. Con mức đó hả? 4 ký 8 à. Chỉ 89 ngoài vậy đó hả? Ừ. Thấy nhiều mà bữa nay thấy có mấy chục bự nhiều nè. Vậy à, thấy chục, vậy à, thật quá. Chục bự thì chứ tính nặng lắm á. Đâu á. Nhiều hơn quá. Ừ. Nó có bị hồi hôm này là mình hôm nay là mình 8 con rồi. Sáng ngày mình 5 con nữa. 13 con rồi. 2 ký à, không dưới đâu. Nó vừa nhỏ nhỏ thấy vậy chứ không được. Rồi. Thì cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn xem video vui ha. Rồi, chào cả nhà các bác Tư ơi. Bye bye cả nhà các đi. À, đang gài lòng lại, bác Tư đang gài lại các bạn. Chồng lên người ta cười chứ. Ừ. Rồi. Bye.